Chào mừng các bạn đến với chúng diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, nói thì kém lý luận, thiếu cơ sở và suy diễn lung tung, thiếu logic, thiếu biện chứng, nhưng lại cứ thích nhảy lên phát biểu. Thật là lố bịch và thật đáng coi thường. Dân bầu làm đại biểu quốc hội, nhưng xét thấy khả năng còn hạn chế, thì đừng nhận trách nhiệm nữa, đừng hám danh nữa, đừng thích ra vẻ nữa, đừng thích oai vệ để lên mặt với chồng con, gia đình, dòng tộc nữa rằng tôi đây là một đại biểu quốc hội. Chống dị miễn hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Khổ cái là trình độ có hạn mà nhân dân lại cứ bắt em phải làm đại biểu quốc hội nên em cứ lố lời và lố bịch bài viết của nhân đạo. Ngày xưa, chiến thắng giặc là thắng lợi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân chứ không phải là chiến thắng của riêng một lực lượng nào nên hiển nhiên là phải ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, trong cả chặng đường chiến đấu ấy không phải là không có việc trảm tướng, thay tướng cũng giống như ở cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bây giờ cũng vậy. Mặc dù Nga đã chiến thắng nhưng họ cũng không ít lần thay tướng ở cả tiền phương và hậu phương đó thôi. Ngày nay ta chiến thắng dịch Covid-19 là chiến thắng của cả hệ thống chính trị chứ không phải là chiến thắng của riêng ngành y tế và việc thay tướng, trảm tướng là do họ dính líu đến việc Á kiếm ăn trên sinh mạng của người dân. Thiết nghĩ nếu bọn này sinh ra trong thời phong kiến quân chủ thì chúng còn bị chu di tam tộc, cũ tộc, bị hổ đồ trảm, cẩu đồ trảm rồi chứ không chỉ là tù tội hay cho thôi làm tướng về làm phó thường dân. Mà khác, hiển nhiên có chiến đấu thì phải có hy sinh, mất mát. Ở tuyến đầu trận chiến thì phải chịu sự hy sinh mất mát nhiều hơn. Bởi vậy nên chúng ta mới có nhiều liệt sĩ như thế chỉ sau mỗi hồng quân liên xô không nhẽ chiến đấu và chiến thắng thì không sự hy sinh mất mát không nhẽ là có hy sinh mất mát nhiều thì không được ăn mừng chiến thắng bà đại biểu quốc hội to mồm như thế nói nhiều như thế và lo sợ như thế thì sau lúc đại dịch bùng phát bà không lo đi bảo ban những người dân thành phố hồ chí minh phải tiêm vaccine trung quốc đi phải tuyệt đối tuân thủ lịch cách ly lệnh giãn cách toàn cộng đồng, toàn xã hội. Đừng lao ra ngoài đường để đi kiếm sống, kiếm ăn nữa. Vậy giờ đây bà lo bò trắng răng à? Nói thì kém lý luận, thiếu cơ sở và suy diễn lung tung, thiếu logic, thiếu biện chứng, nhưng lại cứ thích nhảy lên phát biểu. Thật là lỗ bịch và thật đáng coi thường. Dân bầu làm đại biểu quốc hội, nhưng xét thấy khả năng còn hạn chế, thì đừng nhận trách nhiệm nữa, đừng hám danh nữa, đừng thích ra vẻ nữa đừng thích oai vệ để lên mặt với chồng con gia đình dòng tộc nữa rằng tôi đây là một đại biểu quốc hội riêng vì đại biểu quốc hội này thì không phải là dân túy mà là ngọc nhưng lại hay nói cho nên tôi gửi tặng bà hai câu nói rất hay nhiều người nói ít làm nhiều thì lại phải vào bệnh viện tâm thần còn nhiều người nói nhiều làm ít lại không bị vào bệnh viện tâm thần và ở đời phải biết mình là ai chứ đừng nhận sằng nhận bậy nhận bừa tất nhiên góp ý với những thể loại này thì cũng không có tác dụng gì đâu tất cả là do sự nghệch đoạt của cử tri ở kỳ bầu cử khóa sau